thể chết trong tay mỹ nhân. Ta có chết cũng đáng. Đó chính là kết cục dành cho những kẻ tham sống sợ chết, làm chuyện xấu xa. Bao nhiêu năm nay muội luôn là đứa con bất hiếu. Triệu Tử Long đã chết, đại quân Lưu Bị rất nhanh sẽ tới đây báo thù. Mở cổng thành. Tử Kính, ta có một cách khiến cho Lưu Bị ngoan ngoãn giao kinh châu cho ta. Là cách gì vậy? Mang trên vai trọng trách nặng nề, chuyến đi Đông Ngô lần này của Triệu Tử Long liệu có hóa giữ thành lành? Nếu Ngư cô nương có thể gặp được Tử Long, tự nhiên ngài ấy có thể hóa giữ thành lành. Vận dụng tốt những gợi ý trong cẩm nang của quân sư, Triệu Tử Long với sự thông minh của mình đã làm được điều gì khiến Kiều Công sảng khoái xuống núi? Đường đường là một tướng quân mà không có can đảm thoát khỏi hồi ức, ai còn quên báo đáp chứ? Tôi chỉ muốn bước vào trái tim quân. Triệu tướng quân cứ hỏi đừng ngại. Như lời Kiều Công nói, chúa công của tôi nếu liên hôn với quận chúa chính là chuyện lớn. Kính mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 49 của bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long, được phát độc quyền trên TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20:40 thứ năm ngày 30/4/2020. Để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.